Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với một bài tích phân cận từ 3 cho đến 8 logarithm của x chia cho căn bậc 2 của x cộng 1 dx. Thì bài này mình đánh giá bài là nó không khó nhưng mà nó sẽ rất là dài. Thế thì chúng ta cùng bắt tay nhau vào làm cái bài này xem nó như nào. Thế đây dạng hai hàm rồi đúng không? Hai hàm ở đây mình không thể đổi biến được. Đổi biến nó không thể ra được bởi vì logarithm nó nằm trên này. Được chưa nào? Ví dụ như nó có dx trên x cơ, dx trên một cái x ở đây, dưới này có một cái x cơ thì các bạn dùng phương pháp đổi biến các bạn có thể nó ra được, nhưng mà đây không phải. Thế thì rõ ràng ở đây các bạn phải dùng tích phân từng phần rồi. Dùng tích phân từng phần thì cái thằng nguyên hàm của logarithm của x không có, thì bắt buộc các bạn phải đặt u bằng logarithm của x như thế nào. Đặt này, xin lỗi các bạn nhé, đặt này u bằng logarithm của x, ở đây mình suy ra du sẽ bằng là dx trên x đúng không nào, tức bằng 1 trên x dx ấy. dv của mình nó sẽ bằng là dx chia ra đây cái thành phần còn lại là căn bậc 2 của x cộng 1 đúng nào. Vậy thì v ở đây của mình sẽ bằng gì? Thì thực chất ở cái này các bạn là x cộng 1 mũ 1/2 các bạn vứt lên trên nó sẽ bằng x cộng 1 mũ trừ 1/2 đúng không nào, x cộng 1 mũ trừ 1/2. Vậy thì v nó sẽ bằng là gì đây nhá, các bạn chưa hiểu thì chưa ấy thì viết ra nháp, viết ra nháp. Thực chất là cái thằng nguyên hàm của dx này chia cho căn bậc 2 của x cộng 1 đấy, viết ra nháp bằng này, thì chỗ này nó sẽ là gì, x cộng 1 mũ trừ 1/2 đúng không, các bạn vứt lên trên tử đấy. Đây là dx ở đây mình d của x cộng 1 luôn, được chưa, d của x cộng 1 thì nó vẫn bằng là dx mà. Thì cái chỗ này sẽ bằng là x mũ alpha d alpha x mũ alpha dx đúng không, thì bằng x mũ alpha cộng 1 chia alpha cộng 1. Thì vậy chỗ này nó sẽ bằng gì, bằng x cộng 1 này mũ trừ 1/2 cộng 1 đúng không, thì nó chính là 1 phần mũ 1/2 và chia cho 1/2, được chưa. Cái này cộng với c, thì 2 này các bạn vứt ở đây đúng không, thì thực chất chỗ này v ở đây sẽ bằng 2 nhân căn bậc 2 của gì, x cộng 1. Đấy, thế là xong. Thế việc thay vào thôi, y của ta nó sẽ bằng gì, y sẽ bằng này u nhân v, u đây v đây, thì v sẽ bằng 2 này nhân với căn bậc 2 của x cộng 1 nhân với logarithm của x chờ cận từ 3 trên 8 trừ đi vdu, tức là trừ đi tích phân cận từ 3 này đến 8 khở 2 căn bậc 2 của x cộng 1 để chờ nhân với du, tức là dx trên x. Ok chưa nào, thay cận vào đi, cái bài này chắc phải tích phân từng phần một lần nữa rồi. X bằng này, à chưa chắc đâu các bạn ạ, 2 này, 2 ra ngoài này, bên trong này còn cái gì đây, đây sẽ là gì, 8 của 9, căn 9 thì bằng 3, 3 nhân logarithm của 8, 8 thì bằng 2 mũ 3, vậy bằng 3 logarithm của 2 đúng không, logarithm của 8 mà, 8 thì bằng 2 mũ 3 đúng không, nhân với 3 logarithm của 2, được chưa, và trừ đi 3 cộng 1 4 thì đây bằng 2 đúng không, 2 logarithm của 3 đóng ngoặc này trừ đi 2 lần tích phân từ cận từ 3 đến 8 của căn bậc 2 của x cộng 1 dx và chia cho x. Ok chưa nào? Bằng này. Đây mình tách ra thôi, không viết này lâu lắm. 2 này nhân 33 là 9 logarithm của 2 trừ đi 2 logarithm của 3 và mình trừ đi 2 lần y1 nhé, mình đặt y1 bằng cái thằng này
Đấy chưa nào? Thế bây giờ mình giải quyết cái thằng Y1. Cái thằng này để đỡ viết đi viết lại nó dài thôi, dài dòng văn tự. Y1, Y1 ta bằng gì? Tích phân cận từ 3 cho đến 8 căn bậc 2 của x cộng 1 chia cho x dx. Thì đến đây không phải tích phân thực phần nữa mà các bạn bắt buộc các bạn phải đổi biến thôi, đúng không? Đúng rồi, đến đây sẽ phải đổi biến. Bây giờ mình đặt đặt căn x cộng 1 bằng u, đổi biến thì phải đổi cận. Đây là x này, đây là u này, cận từ 3 đến 8, 3 này, 8. Thì khi x thì bằng 3, x bằng 3, 3 cộng 1 bằng 4 thì u sẽ bằng 2 này. Khi x thì bằng 8, 8 bằng 9 và đây sẽ bằng 3. Được chưa nào? Cái chỗ này bạn phải bình phương hai vế lên thôi. X cộng 1 sẽ bằng là u bình. Thường khi người ta cho như này thì cái biểu thức dấu căn đã xác định rồi, luôn luôn lớn hơn không rồi. Còn nếu không xác định không tính được cái nguyên hàm tích phân đâu. Thì ở giữa này nó có x này, chỗ này có x thì các bạn phải rút ra đúng không? Cái này x ở đây nó sẽ bằng là u bình phương trừ 1 này, u bình phương trừ 1 này. Đấy, nhớ như thế để lát nữa. Thường thì các bạn không phải viết cái này vào đâu nhá. Đây ví dụ phân hai vế lên thì đây mình sẽ có là dx. Dx thì sẽ bằng là 2 u du. Được chưa? Thì tất cả cái đây bây giờ mình thay vào đây. Được chưa? Cái phần này khá dài. Y1 của ta nó sẽ bằng gì? Tích phân này cận từ 2 cho đến 3. Cận từ 2 đến 3 này. Của cái thằng này, căn này thì bằng u rồi đúng không? Căn này thì bằng u. Nhân với dx, dx thì bằng 2 u du. 2 u du và chia cho x. X thì bằng u bình trừ 1 này. U bình phương trừ 1. Đấy, đây bằng gì? Tích phân 2 thì mình vứt ra ngoài nhé, 2 vứt ra ngoài, 2 này cận từ 2 cho đến 3 này. Đây sẽ là u bình phương du và chia cho u bình trừ 1. Thì cái dạng này bậc tử lớn hơn bằng bậc mẫu đúng không? Thì các bạn phải chia cho kiệt quệ đi. Chia đi sau đó là nó sẽ ra thôi. Bằng này 2 thì thay vì chia thì cái này nó dễ, mình không chia, mình làm theo cái toán lớp 8 ấy. Biến đổi một chút, 2 đến 3 này của u bình phương trừ 1. Được chưa? Và cộng thêm 1 chia cho u bình phương trừ 1. Làm theo toán lớp 8 để cái thằng này và thằng này triệt tiêu này, lúc này chỉ còn 1 chia cho u bình trừ 1 thôi. Được chưa nào? Thì y1 của mình sẽ ở đây sẽ bằng gì? Y1 này bằng này tích phân cận từ 2 trên 3. Vẫn còn 2 ở đây, mình rất là hay quên những cái thằng này. 2 này, u bình trừ 1 đây rồi chỉ còn là 1 thôi đúng không? 1 này cộng với 1 chia cho u bình trừ 1. Đấy chưa nào? Bằng thì cái này du nhá, du này bằng này 2 đây mình giữ nguyên này, tích phân cận từ 2 cho đến 3. Ôi giời, này viết dài quá. 2 đến 3 này của du đúng không? Du này cộng với 2 tích phân từ 2 cho đến 3 của du chia u bình trừ 1 thì mình viết là du này chia cho u trừ 1 nhân với u cộng 1. Vì đây nó là hiệu hai bình phương. Được chưa nào? Tiếp tục nha. Thì Y1 của mình nó sẽ bằng gì? Y1 bằng này. Cái chỗ này nó là u đúng không? 2u cận từ 2 trên 3 cộng với 2. Thì cái chỗ này bạn đồng nhất rồi đúng không? Cận từ 2 trên 3. Chả biết cái gì cả, nhưng ở đây mình cứ viết là u trừ 1. Chả biết là cái gì cả, ở đây mình viết là u cộng 1. Được chưa? Chỗ này chỉ có du thôi. Vậy thì ở đây nó là 1 thì mình bắt buộc mình phải trừ đi 1 ở đây. Được chưa nào? Thì u cộng 1 này. U cộng 1 rồi xong trừ ở đây thì 2. 2 thì rõ ràng ở đây là mình phải có phải chân tử nó là 2du không?
2DU, 2DU thì rõ ràng là bây giờ mình phải vứt hai ra ngoài đúng không nào? Đấy, DU này nhá, U cộng 1 trừ đi U trừ 1, tôi trừ U xong cộng 1, 1 cộng 1 bằng 2, vậy ở đây mình chia cho 2, nhân thêm 1 phần 2 đây nữa. Đấy, thế là xong rồi. Y1 bằng 2U, thay luôn đi 2 này, nhân với 3 trừ đi 2, còn 1 đúng không? Cộng với cái chỗ này sẽ là 2 và 2 đây giản ước đúng không? Đây sẽ là logarithm của U trừ 1 trừ đi logarithm của U cộng 1. Đấy, cận thằng này từ 2 đến 3. Thế thì thôi thay một chút nữa đi. Thay một chút nữa đi. Cái chỗ này không phải nhá, gạch này. Thì y1 của mình sẽ bằng gì? Y1 của mình là bằng 3 trừ 1, à, trừ 2 còn 1, ở đây là 2 này. Cộng với logarithm của U trừ 1 chia cho U cộng 1, cận từ 2 trên 3. À, phức tạp hết đấy. Mình cứ nhầm này, đúng ra là nhiều khi nó hay nhầm. Y1 của mình nó sẽ bằng gì? Bằng 2 này, cộng với logarithm logarithm của gì? 3, 3 trừ 1 là 2, 3 cộng 1 là 4, logarithm của 2 phần 4 đúng không nào? 2 phần 4 trừ đi logarithm của gì? 2 trừ 1 là 1, 2 cộng 1 là 3, 2 phần 3. Đấy. Hơi lằng nhằng. Y1 của mình nó sẽ bằng gì? Y1 nó sẽ bằng 2 cộng với logarithm của 2 phần 4 chia cho 2 phần 3 đúng không? 2 phần 4 này chia 2 phần 3 thì thực chất nhân 3 phần 3 phần 2. 3 phần 2 thì lúc này nó sẽ bằng gì? Bằng 2 này, 2 cộng với logarithm của gì? 2 cho 2 đây 3 phần 3 phần 4. Ok chưa nào? Thì đây nó chính là Y1. Đây nó chính là Y1. Có Y1 rồi thì các bạn chỉ việc là thay vào thôi. Các bạn thay vào thì y của mình nó sẽ bằng gì? Y của mình nó sẽ bằng y này. Y bằng, các bạn nhìn này, y đây sẽ bằng đây, y bằng 2 này, 2 nhân với 9 logarithm của 2 này trừ đi 2 logarithm của 3 được chưa nào, trừ đi 2 nhân y1 đúng không, thì y1 lúc nãy mình đã tính là bằng 2 cộng với logarithm của 4 phần 3, 2 nhân với logarithm của 2 cộng 4 phần 3, à 2 cộng với logarithm của 4 phần 3, à có khi lại tách ra cái thằng này được. Ui trời ơi, làm đúng là phức tạp. Phức tạp quá các bạn ạ. Y bằng 2 nhân với 29 bằng 18 đi. 18 logarithm của 2 này trừ đi 4 logarithm của 3 trừ đi 4 này, trừ 4 nha. Bây giờ trừ đi 2 logarithm của 4 cộng với 2 logarithm của 3 đúng không? Mà thôi mình chẳng phá nữa đâu, mình thấy lằng nhằng đến đây mình quên hết rồi. 18 logarithm của 2, 18 đây là 4 thì còn 14 à, đây lằng nhằng hết rồi. Thôi mình chẳng phá ra đâu các bạn. Đây xem nhá. 2 này nhân với 2 này cộng với logarithm của 4, 4 thì bằng 2 logarithm của 2. Trừ đi logarithm của 3. Đúng không? Trừ logarithm của 3. Thì trừ 4 logarithm của 3 cộng 2 logarithm của 3 đúng rồi.
Đây là 22 là 4, đúng rồi. Thôi được gọi y bằng. Y của ta bằng 18 lên PL của 2 trừ đi, đây là còn 16. 16 lên PL của 2. 16 Lua lên PL của 2 này. Này hết này, đúng không? 4 2 đây trừ đi 2 lên PL của 3. Và trừ đi 4, đúng không? Trừ đi 4. Ui giời. Chán làm bài này rồi các bạn ạ. Các bạn xem mình nghi ngờ cái kết quả của bài này lắm nhá. Kiểm tra cái kết quả của bài này xem sao. Nếu mà sai thì các bạn comment bên dưới để mình nhắc nhở các bạn phía sau các bạn xem, tránh trường hợp sai ra. Thế nhưng tuy nhiên là cái bài này phải làm như này. Nó sẽ ra rất là dài và phức tạp. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn học tốt.